Alo, xin chào anh chị em. Xin chào các cô, các chú bác và các anh chị em. Sau một tuần hậu Covid, Nhung đã đi làm với một cái năng lượng mà cao hơn cả trước lúc Covid rất là nhiều. Nhưng có lẽ vì như vậy mà hôm nay thì Nhung thấy sức khỏe của mình nó hơi đi xuống. Đi qua